gọi là cái kêu bằng là cái gì ở bên Việt Nam mình gọi là cải cải gì? À, bông cải gì ở bên Việt Nam mình ta kêu bằng gì? Ở bên đây tiếng Nhật nó gọi là broccoli. Còn ở trong miền Nam thì nó gọi là bông cải xanh. À, ở ngoài miền ngoài gọi là súp lơ, cải súp lơ. À, đúng rồi. Quá trời, cái cây của nó cao, cái thân cây của nó cao. Trời ơi, chót vót lên. Hôm qua Trang mới tỉa bớt lá ở dưới nè, cho nó thoáng ở dưới cái chân gốc của nó để nó lên, để cho nó có nhánh, nó tược nhánh lên đặng nó ra bông nè. Quá chừng tốt luôn á. Hết sức nói luôn nha. Cả nhà xem cái chậu rau răm nè. Trời ơi, nó lên non, non thiệt là non luôn á. Rau răm này mà ăn hộp vịt lộn hoặc là cuốn bánh tráng trộn á, ngon lắm luôn á cả nhà, coi nè. Hoặc là trộn gỏi gà, trời ơi, non mướt luôn. Coi cả nhà xem Trang mua canh chua, Trang nấu canh chua ngò gai á, mà Trang tước cái lá Trang ăn mà còn cái gốc á, cái Trang ghim xuống đây mà giờ nó cũng sống nữa nè cả nhà. Coi nè, ngò gai á dễ sống lắm, đây nè. Trang ghim nó xuống đây mà giờ nó lên nó sống nè. Trang cho nó vô trong á, chung với lại rau răm với lại rau húng lủi á. À, nó che mát lại vậy mà giờ nó lên rồi nè, nó sống rồi nè. Thương ghê không? Nè, được 4 cây. Thương ghê vậy đó. Trời ơi, mọi người xem coi cây cà nè. Nó có trái tự dưới gốc, từ ở dưới cái gốc nó đi lên luôn nè. Nó chùm vậy nè, thấy thương ghê vậy đó, trái nhỏ mà nó... Thank you.
Ở đây trồng được mấy cây khoai lang mật này nè mọi người. Khoai lang mật nè, có trồng được mấy cây khoai lang. Chắc là anh hai nó có củ nhỏ nhỏ rồi đó. Trang thấy nó hơi lú lú, nó u u lên, chắc nó có củ nhỏ nhỏ bên dưới rồi đó. Còn đây là khoai môn. Đây là khoai môn nè mọi người. Đang trồng được 3 cây khoai môn. Đây là cái khoai môn này nè mọi người. Nó giống cái cây khoai môn này nè. Đây đang trồng được 3 cây. Đây mọi người xem nè, anh chồng Trang ảnh đang cưa cây á. Ảnh cắt một nguyên một cái đám rừng ở đằng sau nhà Trang là cưa ra cắt bỏ hết để chuẩn bị cho Trang trồng bắp. Ảnh đào lên ảnh môi vậy đó, ảnh cắt. Tội nghiệp anh chồng ghê vậy đó. Ảnh thấy Trang trồng rau á nhiều á, cái không có đất trồng á, thế là ảnh cũng phụ ảnh cắt cây đồ này kia nọ, ảnh bỏ đi bớt để cho Trang trồng, cho có chỗ á, cho có đất Trang trồng rau. Mấy cái cây nhà này nó to lắm mọi người, cây bự 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 to không à. Nên là bây giờ phải cưa cắt bỏ rồi môi rễ lên. Môi mấy cái rễ này lên bỏ hết rồi xong mình mới trồng rau mới tốt. Mấy cái cây nó có rễ á mọi người. Phải đào sâu sâu xuống dưới đất vậy nè. Đào môi sâu xuống dưới đất để lấy nó lên. Mình mới trồng rau trồng đồ nó mới tốt. Quá trời luôn mấy cái cây này nó to luôn à. Anh chồng Trang anh phải đào sâu xuống dưới luôn á, anh mới lấy được lên đó. Bây giờ thì Trang và chồng Trang chuẩn bị dọn đất để trồng bắp nè cô chú anh chị và các bạn. Thì Trang chúc cho cô chú anh chị và các bạn xem video này thật vui. Cô chú anh chị và các bạn thấy video này hay và bổ ích thì nhớ đăng ký và like share ủng hộ kênh giúp Trang. Bây giờ thì Trang xin bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo.